Và hiện tại mình đang đứng ở trong chỗ một cái nghĩa địa. Hôm nay là tháng 10 của năm 2019 rồi. Và cuối tháng này chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa thôi. Đó là ngày 31 tháng 10, là ngày mà cả nước Mỹ, phải nói là cả nước Mỹ thích thú với cái lễ hội Halloween. Là cái ngày mà họ có thể mặc cho mình những cái bộ trang phục mà họ cảm thấy yêu thích nhất. Những cái trang phục đó có thể là những cái trang phục rùng rợn, ma quái, hoặc là những cái trang phục về những cái siêu anh hùng, để họ thỏa thích cái đam mê biến mình thành một cái nhân vật như vậy. Mà họ điên ra ngoài đường không có lý do và gì mà người khác có thể nói họ được, bởi vì đó là ngày lễ hội mà. Và hôm nay cũng nhân cái gọi là cái lễ hội đó, mình cũng muốn nói về một chút về cái Halloween. Halloween người Mỹ thường hay cho đó là một cái lễ hội ma quái. Cho nên bây giờ cái giọng nói của mình cũng cũng trầm trầm đục đục để cho nó có một cái tính cách ma quái và rùng rợn nhất có thể. Và hiện tại mình đang đứng ở trong chỗ một cái nghĩa địa. Nghĩa địa ở đây nhìn khá là thoáng mát. Nó không giống như những cái nghĩa địa mà lúc trước mình thấy, là những cái bia mộ, những cái bia của cái mộ nó được sắp nằm phẳng trên mặt đất. Mà ở đây thì những cái bia mộ họ được làm là dựng đứng như thế này, mọi người có thể thấy được dựng đứng như thế này, nhìn khá là rùng rợn. Đầu tiên nhìn khá là rùng rợn, nhưng mà nếu mà mình đi trong cái cảnh trí thế này mình cũng cảm thấy quen với nó, mà mình nghĩ rằng nó cũng không có rùng rợn giống như những cái cảnh mà hồi trước mình ở Việt Nam, mà mình đi qua những cái cánh đồng mà có những cái mộ bia nó nằm một hai cá giữa cánh đồng vậy đó, cái đó mới gà rùng rợn. Còn ở đây thì đâu nó cũng giống như đâu hết, cho nên cũng không có rùng rợn gì mấy. Và có một cơn gió nó vừa thổi nhẹ qua làm cái lá cây nó rơi lả chả xuống rất là đẹp. Và đây là mùa thu nhé mọi người, đây là mùa thu lá bay nè, đó lá bay lá vàng rơi rất là đẹp. Không biết mọi người có thấy không, nhưng mà cái mùa có một cơn gió vừa bay ngang qua. Khi mình đang nói về Halloween thì có một con gió nhẹ vừa bay ngang qua, là những cái lá cây màu vàng ở trên cái cây đó đó, cây màu vàng trước mặt đó, nó rơi xuống rất là đẹp, rất là đẹp. Và nói về Halloween là mình phải nói về cái lịch sử của nó một chút xíu. Tuy rằng mình không có biết nhiều về cái lịch sử về Halloween, nhưng mà mình đọc sơ qua đâu đó ở trên mạng thì mình thấy rằng Halloween được xuất phát rất xưa từ những cái nước ở châu Âu, như là của người đó là một cái lễ hội của người Celtic. Thì họ cho rằng cái lễ hội đó là để mà kiểu như cái lễ hội giao mùa vậy đó. Họ tin rằng cái ngày đó là cái ngày mà thời điểm của âm và dương nó kết hợp, nó giao hợp với nhau. Cho nên cái sự mà tiếp nối, cái sự mà truyền thông giữa âm và dương ngày đó rất là cao. Và từ đó cái lễ hội Halloween được từ từ mang đến những cái nước xa xôi như là nước Mỹ. Và những cái và tới thời điểm hiện tại là mình thấy những cái nước như là châu Á cũng bắt đầu tham gia những cái lễ hội như thế này. Cũng giống như là năm vừa rồi mình thấy ở Việt Nam vào cái ngày 31 tháng 10, một số người ở trong thành phố Sài Gòn cũng như Hà Nội đều mặc những cái trang phục của lễ hội Halloween. Thì mình nghĩ rằng cái lễ hội Halloween này nó không còn là của
người Mỹ nói riêng nữa, mà mình thấy là nó đã lan tỏa rất xa ở trên thế giới này. Thì Halloween là một cái lễ hội được nhiều người ưa thích ở Mỹ này vào cái ngày Halloween đó, ngày 31 tháng 10 đó. Thì bây giờ mọi người họ mặc những cái trang phục rùng rợn nhất có thể để họ đi xin kẹo, chủ yếu là đi xin kẹo và đi nhát ma người ta thôi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng vào trong cái khuôn viên những cái ngôi mộ này để mình xem cho rõ một chút xíu một vài cái ngôi mộ ở đây nó như thế nào. Ở đây có nhiều cái bia họ được dựng thẳng đứng lên và những cái bia được nằm sát lên mặt đất. Nó không có giống như là nó không có phải là những cái bia như thế này. Sợ bị dẫm đạp lên cái mộ. Đây. Đây là những cái bia mộ được họ làm nằm ở trên mặt đất. Và cũng có rất nhiều cái bia mộ họ dựng đứng thẳng lên như thế này đó. Nói về ngày lễ hội Halloween, ngày lễ ma mà người ta được biết đến ở nước Mỹ này, họ ăn mừng cái ngày lễ ma này bằng cách là họ mặc vào những cái trang phục rùng rợn nhất mà họ thích và họ đi từng nhà để mà họ đi xin kẹo. Và chủ nhà ngày hôm đó họ có cái nhiệm vụ là đi mua kẹo về để mà đợi tới buổi tối đó để họ phát cho những người đi xin kẹo. Và những đứa bé, đặc biệt là những đứa bé, người lớn cũng được, nhưng mà đặc biệt là những đứa bé họ thích lắm, thích những cái lúc mà đi xin kẹo như thế. Và những đứa bé, những cái người đi xin kẹo đó, khi mà họ tới một cái nhà nào đó hay là một tới chỗ nào đó họ muốn xin kẹo là họ phải nói một cái câu rất là quen thuộc. Khi mà cái người chủ nhà họ mở cửa ra, thì đứa bé hay là người xin kẹo đó họ sẽ nói là trick or treat. Trick or treat có nghĩa là trick là mình gạt người khác, treat là mình cho đi, hay là mình đãi người khác đó. Có nghĩa là câu đó là trick or treat là gạt người hoặc là đãi người. Thì thông thường thì cái người chủ nhà họ sẽ cho kẹo, gọi là treat. Còn mà nếu mà trick á là mình gạt người, là họ sẽ có những cái màn gạt người khá là vui nhộn. Thí dụ như là họ có một vài cái con người nộm nào đó sẽ hù dọa cái người đi xin kẹo, làm cho người xin kẹo hoảng hồn một giây lát nào đó, hay là hồn vía lên mây một giây lát nào đó. Đó là cái gọi là cái phong tục, gọi là cái trò chơi về Halloween của cái người Mỹ ở đây. Bây giờ mình đi một vòng nữa nha. Thời tiết hôm nay rất là mát. Ở ngoài trời chỉ có 50 độ F này thôi. 50 độ F là khoảng chừng 12-13 độ C gì đó. Mình đang mặc một cái khăn tròn, mình đang quấn một khăn tròn. Không có lạnh lắm, chỉ vừa mát dịu dịu thôi. Và đi trong cái khu nghĩa địa này nó cũng không có rùng rợn lắm, nó không có rùng rợn như mình nghĩ đâu. Có thể là cái cảnh trí nơi đây nó mát mẻ, nó thoáng mát,
với lại nó cũng sạch sẽ nữa, không giống như những cái nghĩa địa mà lúc xưa mình còn bé khoảng chừng 12, 13 tuổi ở Việt Nam á, những cái nghĩa địa cái thời 1900 hồi đó đó rất là âm u và tịch mịch, có nghĩa là cỏ cây nó cao chót vót vậy đó, không ai chăm sóc, không ai dọn cỏ cho nó làm cho cái khu nghĩa trang đó nó âm u và cái người đi qua lại đó cảm thấy rất là rùng rợn. Nhưng mà ở đây thì nó khác, ở đây thì khác, những cái bia mộ ở đây thì nó rất là đẹp, thoáng mát, nó làm cho ta có những cái cảm giác không có như là hồi lúc bé. Mình đi một vòng trong này. Phía bên phía đằng sau có một cái cây, có một cái cây đổ màu vàng, một cái cây nó đổi màu vàng rất là đẹp. Mọi người thấy không? Mọi người thấy cái cây phía sau không? Rất đẹp. Nói về Halloween, nói về ma và không thể nào không nhắc đến những cái chuyện ma mà mình rất thích, đó là chuyện ma của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Hầu hết những cái chuyện ma đó mình đã nghe hết, mình đã xem hết. Và từ trước tới giờ mà nói về chuyện ma mà nó có tính cách rùng rợn mà làm cho mình sợ khi mình nghe, đó là chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Có những cái chuyện mà ông ta viết, mình nghe thôi, với những cái âm thanh mà họ đặt vào trong đó đó, làm cho mình cũng rất là rùng rợn. Mà nửa đêm mà ngồi nghe những chuyện đó thì thôi chứ tay chân nổi da gà hết. Mà chỉ nghe như vậy thôi, mà nếu mà các bạn mà có một lần ra cái những cái trang như thế này nè, mà ngồi nghe những cái chuyện ma như thế thì không biết cảm giác như thế nào ha. Ở đây có một cái bia khá lớn. Đây có một cái bia khá lớn. Xa xa mình thấy có một bà đang viếng ngôi mộ của người thân. Bây giờ mình đi qua phía bên này đi ha. Không biết mọi người có nghe hay đọc cái chuyện ma của bác Ngạn mới nhất chưa? Đó là cái chuyện ma ngôi nhà bên sông. Ngôi nhà bên sông là một cái chuyện ma mới nhất của Nguyễn Ngọc Ngạn. Tình tiết câu chuyện rất là phải nói là ghê rợn, với những tình tiết làm cho ta khá bất ngờ. Nếu mà ai mà thích về chuyện ma và thích nghe chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn thì nên nghe cái câu chuyện đó, câu chuyện mới nhất là ngôi nhà bên sông. Và xin phép mọi người là nãy giờ mình nói với giọng hơi trầm đục một chút xíu để cho nó phù hợp với cái cảnh quan ma quái trong cái mùa Halloween, và cũng phù hợp với cảnh quan hiện tại ngay bây giờ. Đứng ngay trên cái nghĩa địa này, một nghĩa địa theo mình cảm nhận là nó khá là nhỏ so với những cái nghĩa địa mình đã từng tới ở tiểu bang Arizona, và đặc biệt ở thành phố Phoenix và những cái thành phố lân cận Phoenix. Nó nhỏ nhưng mà cảnh trí ở nơi đây quá là đẹp, quá là đẹp, với những cái cây có những cái tàn lá rộng lớn như thế này, và vào cái mùa thu như thế này lá cây nó đã đổi màu hết, vào cái mùa thu như thế này lá cây nó đã đổi màu hết, nó làm cho không gian nơi đây rất là thơ mộng.
mọi người xem một lần nữa nha, trước khi mình đi về nha. Mình chỉ muốn vào đây để mà cho mọi người tham quan một chút xíu về cái cảnh trí, cảnh quan của những nghĩa địa bên nước Mỹ như thế nào. Ở nước Mỹ này có 50 tiểu bang, và mỗi tiểu bang có những cái hay ho khác nhau. Và nói về phần mộ, phần nghĩa trang thì về mặt chung chung á, thì nó giống nhau về cái hình thức là những cái bia thì được nằm phẳng ở trên mặt đất. Nhưng có một vài cái nghĩa trang mà gọi là nghĩa trang cổ, họ muốn giữ lại cái truyền thống là dựng những cái bia nó thẳng đứng như thế này. Đấy. Cho nên nhiều người thấy lấy làm lạ, tại sao họ biết là nước Mỹ có nhiều nghĩa trang có những cái bia mộ nằm phẳng mà tại sao vẫn thấy được những cái bia mộ nằm đứng như thế này. Thì không gì lạ, có những cái nghĩa trang họ muốn giữ cái sự cổ kính của nó bằng cách là để những cái bia mộ nó thẳng đứng như thế này. Hoặc là có những cái nghĩa trang họ có những cái luật lệ riêng của họ, họ muốn để cái bia mộ đứng cũng được, nằm cũng được, tùy theo cái sở thích hoặc là tùy theo cái phải nói là cái túi tiền của người thân trong gia đình mà có người nằm xuống nơi đây. Đấy. Bây giờ cho mọi người xem một chút xíu về cảnh trí nơi đây rồi trước khi mình đi ra ngoài nha. Mình cũng muốn đi về lắm rồi, trời ơi. Mình đi nãy giờ trong khuôn viên này gió mát thiệt, nó lạnh, cảm giác hơi run sợ. Rất là ma quái. Và nhân mùa Halloween là mình cũng muốn cho mọi người xem qua một vài đoạn cảnh của nghĩa trang để cho thấy được cái sự rùng rợn như thế nào. Dạ, chắc không rùng rợn đâu, ban ngày làm gì cái rùng rợn. Ở đây nghĩ gì vậy? No pet notice. Pets are not permitted on these premises. Cemetery closed to public use between sunset and sunrise. Artificial flowers permitted between November 1st and March 1st only. Ở đây họ ghi rằng họ không cho chó mèo vào đây. Và khu nghĩa trang này đóng cửa, không cho khách vãng lai vào đây vào khoảng thời gian là mặt trời lặn và mặt trời lên. Cũng rất dễ hiểu rằng đó là thời điểm buổi tối. Buổi tối thì chắc chắn rằng không có những cái người quản lý đây, chắc không có ai mà muốn mà có người khác vào đây để làm những cái chuyện mà mình khó có thể lường trước được. Nếu mà người ta vào đây viếng mộ thì chắc không nói rồi, nhưng mà sợ có nhiều người họ vào đây họ phá, họ quậy, làm cho cái khu đây nó không được đẹp. Cho nên họ cấm, không có cho vào đây ở giữa thời điểm đó. Nếu mọi người xem cái video này mà thấy nó hay ho thì hãy cho mình một cái like, một cái subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể đi quay nhiều nơi hay ho hơn nữa để cho mọi người cùng xem, cùng thưởng thức. Và các bạn nếu mà thích có thể nhấn nút chia sẻ cái video này cho nhiều người cùng xem để thấy được một phần nào đó đặc biệt cái nghĩa trang ở Mỹ như thế nào. Và cũng nói trước là hôm nay mình đổi cái giọng cho nó khàn khàn chút xíu. Thôi bây giờ mình chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.